Xin chào bạn, tôi là Tú Phan, đã hướng dẫn các bạn trên trang web phankinhtu.com. Hôm nay trong cái phần này tôi sẽ nói về cái plugin dùng để cho việc render bạn, có tên là Octane Render. Rồi thì cái này là cái gì thì đầu tiên bạn mở cái trang web lên bạn, cái trang web lên. Bạn sẽ đánh cho tôi lên Google, bạn đánh cho tôi cái chữ Octane Render hay gì đó bạn. Rồi thì bạn sẽ tới cái trang web chủ của cái plugin này, Octoy nè bạn. Thì đây là trang web của cái trình render Octane. Thì cái render có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái máy tính, cái phần mềm Cinema 4D chúng ta nó có cái chức năng render của riêng của cái phần mềm. Và chúng ta sẽ cài vào đây một cái plugin là của hãng thứ ba, nó sẽ hỗ trợ chúng ta việc render. Render như thế nào á, thì có nghĩa là gì đó bạn? Nghĩa là khi tôi gì đó bạn, nó nghĩa là khi bên tay trái nè, bên tay trái là tôi có cái mẫu này, còn bên tay phải á, thì tôi thực hiện cái việc render đó, nghĩa là nó sẽ cho chúng ta render trong cái thời gian thực đúng không ạ? Bạn thấy giờ bạn nhìn bên tay phải tôi nè, khi tôi xây như thế nào á, thì tôi phóng to như thế nào thì bên tay phải nó cũng sẽ render cho chúng ta luôn trong thời gian thực luôn, rất là mau bạn. Nó sử dụng cái card đồ họa, cắt đồ qua rồi chúng ta rất là nhanh các bạn. Nó có tên là Octane, thì công dụng chính là vậy đó. Rồi thì video này video đầu tôi giới thiệu các bạn với cài đặt thôi. Thì trong cái render trong cái phần mềm Cinema 4D ấy, thì ta đã biết là ví dụ như bạn sẽ nhấn vào đây, bạn sẽ nhấn Ctrl R hoặc click vào đây nè, thì nó sẽ render cho chúng ta đây, bạn thấy chưa? Nó render thì này render bằng CPU thì các bạn đã biết rồi ha, render cái kiểu này là mình biết rồi. Rồi hoặc là bạn có thể là render theo dạng dùng, là bạn có thể là click vào đây bạn render theo dùng, interactive render zone nè, region nè, tôi nhắc lại thôi đó, là chúng ta đã biết hai cái kiểu render trong cái phần mềm Cinema 4D rồi. Còn hôm nay chúng ta học là chúng ta sẽ biết một cái cách render mới, render trên cái plugin, thì chắc nhiều các bạn cũng đã biết rồi. Thì cái plugin này á, thì chúng các bạn thường hay so sánh hai loại plugin render đó là Octane với Redshift. Thì tôi hướng dẫn các bạn cái phần Octane đi. Rồi thì quay lại chúng ta thì cái về cái phần mà cài đặt á, cài đặt plugin này á, thì nó sẽ có hai cái cách, là cái cách chính thống và không chính thống các bạn. Cái chính thống thì tôi bạn lên cái trang web trang chủ nè, Octoy nè, hoặc lên Google và đánh chữ Octane thì nó sẽ ra được cái Octoy, cái trang web chính thống này. Thì bạn muốn mua và sử dụng thì nó có cái chữ mà buy nè, bạn mua nè bạn, hình cái xe đẩy siêu thị nè, buy mua đây. Hoặc là nó chức năng là rent là bạn thuê nữa, thuê theo năm á bạn. Rồi thì bạn buy nè, buy là mua nè ha. Đây là hướng dẫn bạn cách chính thống là chúng ta sẽ trả tiền mua. Thì về mua thì nó sẽ phân ra làm là mua đứt luôn nè, hoặc là upgrade, nghĩa là cập nhật. Cập nhật là phiên bản hiện tại là đang là phiên bản 4 bạn. Octane 4 là đang mới nhất. Thì bạn nào đang sử dụng phiên bản 3 hay gì đó thì bạn phải là update lên. Lên phiên bản 4, hoặc là đây là upgrade nè, hoặc là đây nó sẽ có cái chức năng là apply USB dongle. Thì ở nước ta thì chắc chưa phổ biến cái này đâu, sử dụng cái USB á, giống như là cái cây bản quyền các bạn. Rồi đầu tiên thì cái bộ cho này là mua rồi bạn. Bạn mua thì nó sẽ có nhiều phiên bản lắm, không giới hạn thời gian sử dụng nè bạn, bao gồm giá và rồi thì cái đây nó sẽ có nhiều phiên bản bạn tùy chọn nè, nhưng mà chú ý hai cái. Một là cái này nè bạn, một cái này là bạn sẽ cài đặt standalone, nghĩa là bạn sẽ nó bạn khi bạn cài đặt cái phần mềm này về, cái phiên bản này về thì nó là một cái phần mềm độc lập các bạn, phần mềm độc lập bên ngoài. Còn nếu bạn chọn cái tùy chọn dưới đây nè bạn, thì nó sẽ là một cái plugin để bạn cài vào trong cái phần mềm Cinema 4D chúng ta, nghĩa là nó khi bạn mở phần mềm Cinema 4D lên đó, thì nó sẽ là một cái thành phần bên trong nó luôn. Lưu ý ha, phân biệt hai cái. Cái này á, thì bạn không cần cài Cinema 4D mà bạn chỉ cần cài cái này thôi cũng được, tại đây là một phần mềm độc lập. Còn cái dưới đây plugin là dưới dạng phụ thuộc bạn, nghĩa là nó sẽ cài chung với phần mềm Cinema 4D. Khi bạn mở lên thì nó sẽ có cái một cái menu Octane ở đây luôn. Rồi thì tôi nhấp cho thử ha, giả sử giờ tôi phiên bản độc lập nè, standalone nè, thì nó sẽ có cái gói là một cái key, một khách hàng dùng, hay là ba gói ba khách hàng, 5 hay 10 nè bạn. Bạn click vào đây thì nó sẽ có giá như nè, một khách hàng thì $3.99, xin lỗi $399, ba khách hàng nè,
đó. Và nó có khuyên bạn là nên sử dụng phiên bản demo trước để coi nó tương thích với hệ thống không, nó có cái khuyên nè. Và có cái CUDA 9.1 rồi. Đó là chúng ta sử dụng cái bản standalone. Còn tới cái bản mà login nè, login đây thì login ở đây thì nó sẽ login vô nhiều cái phần mềm khác bạn, giả sử như Media Max, AutoCAD nè, Inventor, Maya, Blender nè, CS4D nè, Houdini nè, Lightway, Model, Node nè, Revit luôn nè, SketchUp luôn nè, SubInMay luôn. Nghĩa là tùy theo bạn đang sử dụng phần mềm nào thì bạn muốn nó cài đặt login vô thì bạn chọn phần mềm đó. Blades Max này bạn thấy chưa, thì nó sẽ có luôn cái bảng giá cái bên, bảng giá theo gói á, gói 1 khách hàng là 3 khách hàng, 5 khách hàng, 10 khách hàng nè, giá nè. Đó, thì sử dụng chúng ta đang học Symfony thì chúng ta cài bên Symfony nè. Này dùng được cho các phiên bản R15, 16, 17, 18, 19, 20 luôn. Giờ 1 khách hàng thì bạn chọn đây, còn 3 khách hàng thì bạn chọn đây, giá cái bên nè. Thì sử dụng giờ chọn 1 khách hàng đi thì nó có giá là $269. Thì tính tiền Việt ra là chắc hình như là 6 triệu mấy gì vậy, 6 triệu 3, 4 gì đó. Buy Now. Rồi. Còn lít cho Buy Now thì nó sẽ yêu cầu bạn nhập user, đăng nhập password gì đó để bạn mua thôi. Sau đó bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng á, thẻ thanh toán quốc tế á. Rồi cái đó là cái cách chúng ta mua chính thống ha. Rồi cách mua chính thống. Còn bạn nào không mua thì phải sử dụng cái phiên bản rent là thuê thì không nói rồi. Thuê theo năm á, bạn thuê theo năm hay gì á, hình như là vậy. Rồi còn cái demo là bạn sử dụng phiên bản dùng thử. Đây demo đây, dùng thử thì nó chỉ có phiên bản standalone thôi, nghĩa là phiên bản độc lập các bạn. Bạn cài vào thì nó là một cái phần mềm riêng biệt các bạn. Rồi thì nó sẽ có cái giới hạn là chúng ta sẽ chỉ có được render xuất ra cái độ phân giải là 1000 × 600 pixel thôi, và không thể lưu cái dự án đó được, và thiếu một số cái chất liệu gì đó. Và khi render ra thì nó sẽ có mặt nạ bảo vệ watermark đây, nó sẽ có logo của cái Octane, không render online được, trực tuyến được. Rồi cái đó là một số cái giới hạn của cái phần mà demo là phiên bản dùng thử. Thì quan trọng nhất là nó chỉ cho chúng ta render trong cái độ phân giải là 1000 × 600 pixel thôi, chưa được độ phân giải là HD nữa. HD là 1280 × 720, cái này chưa được HD nữa. Rồi thì tôi giới thiệu cho bạn biết thôi, chọn phiên bản là Windows, Mac hay là Linux nè, và bạn download thôi, download phiên bản zip finance hay là die install là cài đặt. Còn đây là danh ở đây có phiên bản login luôn nè bạn, bạn muốn cài vô cho Symfony thì đây là login nè. Đó, lưu ý đây là phiên bản demo ha, download cho Win nè. À, muốn tìm hiểu, muốn học phần mềm này thì có thể là lên đây download cũng được bạn. Ta đang tìm hiểu học thì có thể sử dụng phiên bản demo cũng được, không sao, download Win nè. Sau này khi mà chúng ta bạn mà đi làm bây giờ thì bạn có thể tiền để mua luôn. Để mua thì tốn như nãy tôi nói đó, tốn phiên bản 230 mấy đô đó, là khoảng 6 triệu mấy. Rồi thì là tôi hướng dẫn các bạn xong cái cách mà chúng ta mua trực tiếp từ cái trang chủ Autoy luôn ha, trang web của công ty Autoy luôn. Đó là cái cách một, cách chính thống. Còn cái cách không chính thống thì các bạn có thể là tự tìm hiểu ha. Các bạn cứ lên trên Google, bạn cứ đánh cho tôi cái chữ Octane như vậy nè, chữ này nè. Các bạn chắc nào cũng đã quá rành là những bạn mà thường hay sử dụng những bản này, thì trên mạng có rất là nhiều, các bạn có thể tự tìm hiểu thấy chưa. Nó đây có rất là nhiều, bạn phải đọc những cái này và bạn tự tìm hiểu để cài, cũng không quá khó đâu các bạn. Rồi thì tôi chỉ hướng dẫn tới đây thôi. Sau khi cài xong thì các bạn sẽ vào lại trong mở phần mềm Symfony lên. Thì tôi đang sử dụng Symfony R19 cập nhật phiên bản R19.068. Thì khi bạn cài xong thì bạn chú ý trên menu chúng ta xuất hiện thêm một cái menu Octane nè, bạn thấy chưa, Octane đây. Thấy chưa, Octane đây. Đó. Giờ xin login thì nó có Octane đây, thấy chưa. Hoặc là khi bạn vào trong render thì bạn sẽ thấy trong trình render chúng ta nó sẽ có cái chữ là Octane Renders. Mặc định là không có cái này ha, nó sẽ có thêm cái Octane Render. Rồi thì các bạn phải cài được cái login Octane Render này ha bạn. Thì bạn cài được thì những cái video sau tôi mới hướng dẫn các bạn sử dụng được cái login này. Thì chúc các bạn thành công. Thì tôi là Tú Phan, đã hướng dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.